Đại chúng nên biết, thiện ác như hai bánh xe lăn chưa từng tạm nghỉ, quả báo cũng tiếp nối xoay dần không dứt. Sang quý bần tiện, tùy nghiệp tạo ra, đều do gieo nhân nên mới chiêu quả. Vì vậy kinh nói, làm người giàu sang, quốc dương, trưởng giả là do đời trước lễ bái phụng sự tam bảo. Làm người đại phú là do đời trước bố thí. Làm người sống lâu là do đời trước giữ giới bất sát. Làm người xinh đẹp là do nhẫn nhục. Làm người có tài, sáng suốt, hiểu rộng thấy xa là do tu trí huệ. Làm người có âm thanh trong trẻo là do hai ca dịnh tán thán tam bảo. Làm người sạch sẽ không bệnh là do có từ tâm. Làm người cao lớn xinh đẹp là do nhân khiêm cung. Làm người thấp lùn là do tính kiêu căng, khinh người. Làm người xấu xí là do hay sân giận. Làm người ngu si là do không chịu khó học hỏi. Làm người đần độn là do không chịu dạy bảo người. Làm người câm ngọng là do đời trước hay nói lời dối gian, quỷ bán tam bảo. Làm người hạ tiện, bị kẻ khác sai khiến là do đời trước mắc nợ người không trả. Làm người da đen xấu xí là do đời trước ngăn che ánh sáng quang minh của Phật.